Đây là phần 2 thì cái cách dùng đồ của cái con ác này. Nó sẽ hơi đau đầu một chút nhưng mình sẽ cố gắng làm cho anh em hiểu ra thì thôi. Trước tiên ấy, mình sẽ phân loại nó ra trước. Những cái này chúng ta hoàn toàn có thể để ở kho sau này không rơi mất được đâu. Cứ mua thế thân ấy, đây có cái này rồi là không bao giờ rơi được, chắc chắn. Đấy, đồ linh tinh này thì chúng ta vứt sang đây đi. Cái chỗ này ấy, tại vì chúng ta phân tách ra bí mác và lôi đài đồng thời xét băng hoặc xét huyền thì như này là các bạn nên để nó vào đây. Những cái nào mà các bạn xác định cùng một xét ấy. Hiện tại bây giờ mình vẫn đang chưa rõ là ý tưởng của chú ắc là như thế nào đấy, nhưng mà ở đây xem nào, đây có lẽ là cái xét này là xét bí mác này, mình sẽ lột hết ra này. Đây 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 các bạn, hơi đau đầu tí nhưng không sao đấy, đấy. Hơi đau đầu tí và bảo hơi đau đầu tí là xuống ngay rồi. Đây 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 rồi, cái chỗ này nó là mình đếm thử nhá, 2 4 6 8 10 đấy, và đây là 20 viên tròn. Đồng thời là cái võ hồn này thế nào. Rồi ok xong. Còn cái gì nữa không? Cho nó tập kết hết vào một chỗ đi. Rồi xong, đó. Thì đây chính là cái xét kháng độc. Nha các bạn, xét này chuyên để đánh map và oanh tống kim, oanh tử vong cốc. Đấy. Nha các bạn, ok. Đó. Tiếp theo này. Nó sẽ có một cái đây, lần đầu tiếp xúc với ác nên là cũng phải từ từ anh em. Chúng ta sẽ khám phá dần dần. Bộ trùng này thì tạm thời cứ mặc đây đi đã. Đây là một cái nội lực đái kiên. Búp lại này. Cái xét này đâu huyền đâu ta, đâu đây đây chưa có huyền này nhưng mà lại mặc cái huyền ở đây, lôi nốt ra đi, à, lôi ra đi vậy. Anh em thấy đau đầu không? Tôi xem tôi còn thấy đau đầu nữa, tại vì nó lung tung hết cả tôi cũng thấy đau đầu này các bạn. Có thể vứt đi. Rồi, thế cho dễ đi nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu này. Ở cái set này thì đang là máu nó sẽ tụt xuống khoảng tầm mất 100k. Nhưng mà cái nội công nó lên là 95. Các chỉ số là cái nội thủ này vọt xuống, à, xịt xuống ít là 71, cái này 63. Nhưng tuy nhiên nó vẫn ở mức là rất cao các bạn. Và đây là một cái xét có thể là để dành đánh lôi đài đấy, như là bạn chủ ác bạn ấy nói đấy. Đấy, anh em có thể là đọc bạn chủ ác bạn ấy nói. Cái món này thì có thể là đây. Đó. Ok. Thì cái này nó xuống một chút xíu. Chỗ này trùng này bỏ nốt ra đi. Đâu ta? Đây 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 và đây, ok đúng chưa, huyền 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 đây bao nhiêu, 6k6. Đúng rồi đúng rồi, đây đây ý là của ông là đây xét này ông lôi đài gì đúng không. Tại vì đây là bạn ấy nhờ mình vào vừa review vừa xào, còn nếu là nếu không nếu nguyên review ấy thì mình đã out rồi. Nhưng mà tất nhiên ấy, cái app này thì về việc là tính năng hay cái gì thì nó mắc hết rồi các bạn, nó không cần sửa gì cả. Nhưng mà ấy, nó đang có một cái vấn đề là theo tôi ấy, nó đang lung tung hết cả em ạ, theo cá nhân tôi nó là như thế. Nếu như mà ông để như thế này ấy, thì nhiều khả năng là ông sẽ rất là đau đầu.
Tôi nói thật đấy, chơi game mà ông còn đau đầu hơn đấy. Thì nó là như thế nào? Đầu tiên ấy, thì nếu như ấy, mà ông chọn cái set này để ông để lôi đài, thì những cái đồ như này ấy, thì mặc dù là ông đang ở danh hiệu tầng cao, ông đang maximum hết rồi, những cái điểm ví dụ như thân ở đây nó đang thiếu ấy, thì nó cũng đúng là nó không đáng gì cả. Nhưng mà ông hãy cố gắng ông tối ưu, hoặc là giả sử như mà ông kiếm được cái món nào nó na ná như thế thì ông thay vào thì nó sẽ đẹp hơn. Còn bây giờ nếu mà ông chọn cái set này để ông lôi đài ấy, thì cái chính xác của ông nó đang thấp quá. Tôi chưa rõ là ông có một ý tưởng gì để ông thay vào, nhưng mà hiện tại chính xác đây theo như tôi, nếu ông mặc cái set như này, chính xác của ông đang thấp quá. Nga mi mà chính xác thấp quá thì cái F1 nhiều khả năng nó sẽ xịt nhiều, đặc biệt đánh nhau với bọn tiêu dao. Ví dụ như là thằng Phá Thiên chẳng hạn, ông biết thằng Phá Thiên này, thì né tránh của thằng đấy bây giờ nó phải gần 50k né tránh, phải 40-50k. Cho nên ấy, cái chính xác này của ông nó thấp quá. Ông hãy nhìn ngay vào ấy, tất nhiên là ông ở danh hiệu tầng 20 nên ông phải phải đọ với những cái thằng danh hiệu tầng 20 ngang ông ấy. Thì ông nhìn vào một cái vấn đề nó như này này, cái đội thủ của ông đây tận 68k, và những thằng khác ấy, nếu như nó mặc trùng như vậy ông ấy, nó gần 80k đội thủ. Thế cho nên mà cái việc 104k này ông ấy, nó không là cái gì cả ông ạ. Ông có thể thử bằng cái cách, tại vì tôi biết là ông cũng chịu khó khám phá đấy, ông chịu khó thử, ông test ấy. Thì ông như này này, lúc nào đó ông bảo Phá Thiên đi, nó với ông lên lôi đài, nó đứng im để cho ông bắn vào nó, thì ông để giữ nguyên cái mức này là 104k nội công, ông bắn vào nó thì ông ghi lại giúp tôi đó là được bao nhiêu. Có thể là ông nhiều người mình cũng phải nói thêm cái này các bạn ạ. Tức là nhiều người người ta chơi phân khúc đại gia ấy, thì tức là người ta đang là đôi khi là người ta làm giám đốc, hoặc là chủ doanh nghiệp, hoặc là gọi là ông to bà lớn gì đó, thì nhiều khi người ta không thích là mình chỉ lắm đâu. Nhưng mà đây là một chỗ gọi là coi như là người bạn đi, bạn rất thân của NTM, cho nên mình mới chia sẻ như vậy nhé. Thì các bạn nào mà có cái suy nghĩ như thế kia ấy, thì thôi bỏ qua nhé. Có người thì người ta vẫn xem tham khảo, còn có người thì không, thì các bạn nào không thì bỏ qua. Ấy thì bây giờ như này, để không lại bảo là ui giời ông ấy là giám đốc ấy đấy, ông lại bảo giám đốc ấy đi dạy giám đốc ấy. À quên, dạy giám đốc ấy thử test test thế vân vân đúng không? Ấy, nhưng mà như này, nếu ông muốn khám phá thì ông lấy thằng Phá Thiên ấy và ông bắn thử vào nó ở mức 104k nội công này này, xem là được bao nhiêu máu, ông ghi lại giúp tôi. Sau đó là ông tháo hết nội công ở đây, nội công ở đây, nội công ở đây, tháo hết ra. Nội lực này ông tháo hết ra. Chỗ này ông tọt xuống khoảng, ông tọt luôn một phát xuống 80k cho tôi. Để xem là nó có sự thay đổi không nhá. Cứ thử đi là ông sẽ biết. Đó, đấy là cái chỗ mà ông tôi chỉ cho ông đó. Thì nếu như ấy, mà cái phương án nó tụt dần, hạ dần, đến cái mức nào đó mà ông cảm thấy nó chênh, nó giống như có một cái khớp ấy, sụt nhiều quá ấy, thì ông dừng lại cái mức đấy. Và ở cái mức đấy ấy, thì ông đếm xem là bao nhiêu viên nội lực. Thì những cái slot còn lại ấy, ông đập hết thân pháp cho tôi. Cái thân này, cái chính xác này chắc chắn nó sẽ lên. Đồng thời cái này ông gỡ nội công ra, đập chính xác, gỡ nội công ra đập chính xác, chắc chắn chính xác nó sẽ lên. Và lên bao nhiêu ấy, thì theo tôi, ông chơi phân khúc này nó phải lên khoảng tầm 80k là ít. Phải được 80k. Và ông làm như tôi bảo, chắc chắn ông sẽ đạt được 80k nội công. À, 80k chính xác. Tiếp đến ấy, nó có một cái vấn đề nữa là như này này, ông có thể không gỡ ngọc nhưng mà ông có thể là xoay đồ bằng cách nào. Nhiều người thì sẽ chọn rằng ví dụ như bốn thuộc tính này, người ta ví dụ như ông này nhá, bốn thuộc tính nội thể tất cả tính thế, nhưng mà ấy, ông có thể xoay lại một cách, đó là bốn thuộc tính chính xác thể, nhiều người sẽ chọn như thế. Nhưng mà tôi thì khuyên ông không không nên. Tại vì sao? Tại vì cái chính xác ấy ở đồ này có, mà nó cộng thẳng vào đây phát cho ông luôn này, nó cộng thẳng vào đây, đồng ý là được 1k ở đây, ở đây, ở đây, ở đây,
tất cả đều là 1k, tức là lên 4k, chỗ này là nhanh phát là lên 5-6k rồi, ok đúng không? Thế nhưng mà ông hoàn toàn có thể nghĩ đến việc nó là thân. Thân ấy, thân ở đồ thì nó sẽ cộng vào đây này. Và từ đây ấy, thì nó sẽ fork xuống bốn cái cặp này, chứ không riêng cặp này. Có thể là nó sẽ không được 6k, à 4k chính xác như cộng thẳng cái đồ kia đâu. Nhưng mà bù lại né của ông lên, hội công còn đủ, ông cũng lên. Đồng thời chính xác cũng lúc lên. Cứ cho là cái kia được 4k đi, cái này được 2k đi. Hơn đấy. Nha. Tiếp đến ấy là đấy, xong cái phần đồ này nhé. Và đồng thời cái phần nội công tôi cũng nói qua cho với ông rồi đấy. Những cái đồ như này thì đương nhiên là ông tối ưu thân pháp đi thì nó cũng khá là ok. Rồi, còn cái này thì ông bảo nó là chưa làm được thần khí huyền thì thôi đồng ý, là ông lúc nào ông làm được thì làm. Nhưng mà tuy nhiên ấy, ông còn nói đến cái vấn đề là tối ưu máu. Thì cái khuyên này có một sự thật hơi phũ phàng như thế này đối với ông nhỉ. Đó là tôi chưa thấy một thằng nào làm được cái thần khí 4 thuộc tính mà nó có dòng tất cả thuộc tính cả. Bản thân tôi chưa thấy. Gần như nó chỉ có là 4 thuộc tính, xong là hiếm lắm, gần như chưa thằng nào cũng có thân luôn. Thật sự luôn. Cái việc tối ưu máu của ông nó sẽ rất là khó. Đôi khi mà ông làm cả đời đôi khi cũng chẳng được cái thần khí 4 thuộc tính có tất cả thuộc tính đâu. Tại vì ông đang muốn tối ưu cái máu mà. Cái tất cả thuộc tính là nó được 24 điểm thể đây này. 2 điểm tất cả thuộc tính là 2 điểm thể đấy. Đồng thời thân pháp là 60 cộng vào là 80 điểm thân đấy. Ông nhìn thấy sự thay đổi ngay đây này. Đấy, ông thấy sự thay đổi chưa? Thay đổi gần như ngay lập tức luôn đấy. Đó. Bởi vậy cho nên ấy thì ông hãy cân nhắc nha. Giữa 4 thuộc tính và 1 thuộc tính huyền thôi. Tiếp đến ấy, những cái như thế này thì là cái liên này nó khó. Đương nhiên chúng ta khó có thể làm nào cho nó, trừ khi là may mắn chế ra hoặc không thì cũng mua của ai đó thôi. Chứ còn cái liên 4 thuộc tính thì có tiền không phải mua được đâu. Bây giờ có tiền đố mua làm sao được. Những cái này thì mắc hết rồi, không gì nói. Nhưng mà tuy nhiên ấy, ông chơi đam thì theo tôi là ông vẫn nên lấy một cái dòng định tản công đi, lấy dòng tản công cái mù đi không hay, lấy tản công đặt bẫy tại hai vị trí. Thì nhiều khi mà có những thằng nó không để ý là nó vẫn cứ đứng yên tại chỗ, nó không chạy, nên là ông vẫn khả năng vẫn ăn được cái đấy. Tại vì cái báo vương lệnh skill của nó là đặt bẫy tại vị trí, xong một lúc sau là nổ cái ma tản công ấy. Thì tôi nghĩ lên đông lên lấy cái chuẩn đấy. Còn võ hồn thì không gì để nói cả, võ hồn huyền thì đương nhiên bình thường thôi. Đó, thì độc công ở băng ở đây là 2k5. Có thể là mình đang mặc, đây mặc nhầm cái này. Đây, đây đúng không? Huyền công là 6k6 này, đồng nghĩa là 3k5 này. Giảm kháng hỏa là 180. Giảm kháng băng là 360. Kháng độc là 55. Rồi, tạm thời cứ thế đã nhé. Tại vì nếu như mình nói nó ghép vào thì các bạn hơi đau đầu. Bây giờ đến cái xét băng này. Xét băng của ông ở đây tôi thấy là nó đang cũng rất là lung tung ấy. Nó không phải là vào ác để của ông để tôi chê đâu, nhưng mà nó đang rất là lòng hoàng với nhau. Cái xét ấy theo tôi như thế này này, và tôi giúp ông nó cũng đỡ đau đầu như thế này. Cái mã giáng sinh này thì ông để là ông đánh lôi đài đi. Cái mã giáng sinh để đánh lôi đài đi. Chứ còn cái mã giáng sinh nó hiệu quả mà. Bây giờ chơi 3-4 thuộc tính thôi, đeo cái mã giáng sinh này nó lợi thế hơn chứ. Lôi đài đi, đới để đánh lôi đài đi. Đấy. Kia này đánh lôi đài được này, ông cho ra mát làm gì, ông tưởng tượng ông mua một cái kiên về, ông cứ vứt kho đấy. Lúc nào đi tống kim ông mới đeo thì nó phí ra không ạ? Đấy, cái giáp này thì tùy ông. Còn cái liên này thì ông có thể là mặc thì cũng được, không thì thôi. Chủ yếu ấy là nó ngán ông là lôi đài khi mà ông đeo nhiều trùng để hiệu ứng khóa từ đầu đến cuối thôi. Chứ còn đâu mà ông mặc thì vẫn chả sao đâu. Mua về để mặc mà, ông cất kho để ông...
Ông còn không? Không biết là như nào, ý tưởng của ông là như nào? Còn đồ này thì nó như thế nào ta? Đây, băng huyền, thẳng băng thẳng huyền. Đeo sợ áp đảo quá mới gỡ ra. Tôi nói thật với các ông như này này. Nhiều ông cho rằng là ôi đeo đeo này trùng kia không trùng người ta ăn mày ngay vân vân ấy. Người ta có trùng người ta phải bỏ ra một đống để người ta mua cái trùng đó về chơi event có trùng, làm mọi cách để có trùng. Người ta có quyền được hưởng lợi thế bởi những cái đó. Vì người ta mất tiền ra, người ta mua về, người ta phải sử dụng cái đó. Chứ không giả biết rằng người ta mất tiền mua về. Xong là các ông bắt nó, người ta là phải tháo ra để đánh bằng cho mấy các ông. Điều đó là không có. Thật các ông như vậy đấy. Ta mất tiền mua về mà. Người ta phải được quyền hưởng lợi thế về cái đó chứ. Hay nói đơn giản nhé, tôi không nói trùng nhé. Giả sử bây giờ một thằng Long Văn 80 và một thằng không Long Văn 80 đi. Tôi là các ông cố gắng các ông làm Long Văn 80 để các ông làm gì? Tức là các ông có tiền, các ông làm Long Văn 80 để các ông hưởng lợi thế nhờ cái Long Văn 80 nó có phần trăm máu, phần có thuộc tính đúng không ạ? Để ông hưởng lợi cái đó. Thế nhưng mà thằng đại gia ấy, nó phọt trên một bước là có vừa có Long Văn 80 nó lại có thêm trùng nữa thì nó phải được hưởng lợi cái đó chứ. Thế bây giờ giả sử nhé, một thằng không có Long Văn 80 nó cũng bắt đầu mày tháo Long Văn 80 ra đánh nhau với ta. Hoặc là bây giờ một thằng võ hồn sơ cấp, các ông cố là gắng để ông mua cái võ hồn toàn mỹ về để làm gì? Để các ông hưởng lợi thế nhờ cái võ hồn toàn mỹ đúng không ạ? Thế cho nên bây giờ tao võ hồn sơ cấp mày tháo võ ra. Đó, đúng má mày. Đúng ạ đấy, nếu mua về các bạn chỉ để nó để ở trưng ra. Còn bây giờ nhé, bây giờ cái việc lôi đài thì nói khác như thế này. Tôi giả sử hai thằng lên kèo với nhau đi. Ở trong game bỏ hết trùng ra, ok ta mày lên kèo với nhau. Đấy nó lại là một cái trường hợp khác các bạn ạ. Chứ còn ông đánh lôi đài vui, ông cứ mặc vào bình thường có gì đâu. Ông chỉ cần là gì ạ? À? Ông không khóa liên, ví dụ nó trúng liên 20 giây cái hoặc là ông nó trúng giới trúng mặt cái. Đấy đúng không? Thì nó khóa đứng đơ đơ từ đầu đến cuối thì ông bỏ cái đó ra thôi, tức là bỏ giới ngọc và bỏ liên ra thôi, còn những cái kia ông mặc bình thường có gì đâu. Nhưng mà ông để ở kho ấy mà ông đi tổng kim hay đi map dùng ấy thì nó hơi phí, đấy là theo ý của tôi. À. Còn tôi nói thật với các ông như này này, đeo trùng cũng chưa chắc đã thắng đâu. Còn ông nào chơi ở đây thì biết. Tôi nói thật đấy. Đeo full trùng khóa từ đầu đến cuối nó khác. Mà đeo những phụ trùng mà nó có như là hỗ trợ hoặc là này kia hoặc là đeo ít hoặc điểm điểm thôi ấy. Chưa chắc đã thắng đâu. Đấy là cái nhận định của tôi. Còn bây giờ ấy thì tôi ông có nói là cái lên 1 triệu máu cách nào mà lên được 1 m máu thì bây giờ ông chỉ còn một cái chỗ là để nâng cái danh vọng thôi. Thì ông nên nâng danh vọng lên thì chắc chắn nó sẽ là được 1 m máu, còn những cái kia thì gần như là tối ưu hết rồi. Không còn gì để nói cả. Ông đeo phun trùng thì là maximum hết rồi. Chả còn gì để tối ưu nữa. Đúng không? Ngoài ra ấy, thì tôi có nhắn thêm với ông như thế này. Đó là cái này này. Thì của ông nó đang là cấp 5. Thì ông nâng lên cấp 6 đi để nó có cái kháng định thân. Ngoài ra ấy, cái này thì ông có thời gian thì ông nâng lên cấp 10. Thì nó sẽ có cái chế là thể lực 80 điểm. Ông nhai vào. Nó cũng giúp ích cho ông đi PK map rất là lớn. Ngoài ra những cái chế dược này này nó cũng giúp ông là tăng băng công, hỏa công, huyền công, độc công, mỗi loại là 120 điểm đó. Ngoài ra ở tiếp nữa ở trong cái này này thì nó sẽ có cho ông chế là 50 điểm thể lực đấy, thì tất cả những cái râu ria đó nó sẽ phụ trợ cho ông. Thì ngoài ra nữa ấy, thì ông có thể làm một con pet, ở đây tôi chưa thấy có, nhưng mà con pet là cao cường thân ấy thì siêu cấp cường thân cấp 3 ấy, nó cũng cung cấp cho ông là 92 điểm thể lực đấy. Thì nhìn chung tất cả những cái râu ria đó tôi cộng sơ sơ đấy, 92 cộng 80 cộng 50 đấy mới lên danh vọng. Thì cái việc 1 m máu của ông nó chỉ là vấn đề thời gian thôi nha. Ok, còn đây có những xét băng này này, theo cá nhân tôi ấy, là cái xét công ấy thì ông nên chuyển nó về cỡ 2 thuộc tính thôi không ạ.
Theo tôi thấy là hai cực tính thôi, chứ còn ba thì nhiều khi nó khó, lại nó không đẹp lắm đâu. Hai cực tính thôi, hai cực tính ông có thể chọn là băng huyền hoặc là băng hỏa hay băng độc thì tùy, theo tôi là ngon nhất là băng huyền đấy. Còn vì sao lại thế thì tôi chia sẻ với ông rồi đấy, là ngay như cái này của ông này, kháng băng của ông là 360, trong khi giảm kháng của ông là 201 đấy. Cái kháng hỏa này chúng nói ông có hỏa, cái này thì là kháng huyền của ông là 360, trong khi giảm kháng huyền của ông là 357. Nếu như sẽ bản thân ông đánh vào bản thân ông ấy, thì cái này đã chưa đủ rồi này đó. Còn cái kháng độc thì không nói, thế giả dử nhá, bây giờ này đây đó, thì ngay lập tức này ông nhìn thấy sự thay đổi này. Cái này kháng này của ông là mà 535 này đấy, cái này là 195 này, cái này là 444 này, thì là 410 này. Đơn giản ông đánh vào một cái thằng nào đó mà nó mặc cái mạng tăng sinh thôi, hoặc là không ấy thì nó khá lớn hơn khoảng tầm 333 chẳng hạn ấy, thì nó ông chỉ ngắt cái đồ của ông nó còn là gì ạ, mất ba tính rồi đúng không đấy. Tất cả những cái đó nó sẽ gọi là tôi tham tham vấn cho ông thôi, còn ông làm như thế nào thì đấy là việc của ông nha. Lôi đài thì mình không chỉ cái cách PK lôi đài, các bạn nào muốn xem Nga Mi PK lôi đài nào ấy thì lên kênh nhá. Cái mục mà mình để ngay đầu tiên là hành trình build up Tô Tuyết Lam của mình ấy, thì đấy nó có đầy đủ từ lúc mà mình bắt đầu tu cùi này, xong tu vít này, long văn 80 này, lúc có trùng, lúc xét công này đấy, xong lúc PK lôi đài này, lúc bị thằng mộ dung nó một combo là hiệu này, xong lúc đến một combo thằng mộ dung nó không hiệu nữa này đấy, thì các bạn có thể lên đấy các bạn xem. Rồi ông còn câu hỏi gì không thì tôi sẽ cố gắng, tôi theo hiểu biết của tôi giải đáp cho ông. Còn đồ của ông thì tất cả đều mắc rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi ông một cái như thế này, ông có thể trả lời thật không, đó là ông có thể cảm thấy đau đầu mỗi lần ông thay đổi đồ không? Hỏi thật. Trùng này ở đây nhiều anh em bảo là thay hết trùng rồi đúng không, đây thì thay thay vào này, nó đang hơi lung tung, nếu mà bây giờ thay lại hết hết những món này thì nó hơi căng, thấy lại gỡ ngọc ra đập lòng vàng, lòng vàng phết đấy. Đây băng công này, đây là tôi học tính này, máu này, còn gì nữa, tay đây búp bê này, đây, còn thiếu mà cái liên cái kia các thứ nữa thì nó lên khoảng tầm 650, à đâu 950. Xuống khám phá cái này chứ, để đéo hết lên, thôi để tí ông ấy vào đấy, để đéo hết lên cái này cho anh em xem cho nó máu, có hai long văn 80 đấy, đó thì máu đây 956 cái. À, trong kho này có rất nhiều võ hồn này anh em, trời ơi võ hồn toàn mỹ chất kho này. Này các bạn, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu, trời ơi lệnh bài bắc này, nam này, tây này, đông này, đông tây nam này, thiếu thượng hạ, thiếu thượng hạ là mỗi cái này là một trùng lâu giới đấy. À, những cái trong này yêu quyết này, trời cái này có thiếu lâm này, đường môn bổ sung này, điều văn này, hồn băng châu cấp 3 này đang gom lên có hồn năm đấy, ui ôi của các bạn à, từng vi chi mộng mùng 1 tháng 6 này, 9 tháng 6 à, Long Văn này, ở đây có những xác này, hai thủ này, à ba thủ này, ủa, cái liên này là Hoàng Huyền này. Rồi, xem ở đây có những cái gì, nhiên thú,
Thọ Hằng Nga, Mỹ Nhân Ly. Ok. Đây. Hết. Con này thì không có gì đây. Long kiếm. Xong. Đó, thế thì ông còn câu hỏi nào nữa không? Thì nếu như tôi biết tôi sẽ giải đáp cho. Còn nếu không thì ác ông là đến đây là xong rồi đấy. Tất cả những cái gì tôi biết là tôi đã chia sẻ với ông rồi. Nếu không còn hỏi gì nữa thì ông đổi pass nhé. Đổi pass và ông vào game thôi. À, chắc là không còn hỏi gì nữa đâu ta.